Cả nhà đã trở lại với Thủy Family Oregon USD. Cả nhà ơi, đây là thịt bò ngâm muối nè cả nhà. Nhà Thủy không có làm nha cả nhà, cái này là mình mua á, không có làm kịp đâu. Cái này hôm nay Thủy nói Thủy nấu này nè. Nó kêu là corn beef ha cả nhà, đây nè. Corn beef. Mình sẽ nấu vậy ha cả nhà ha. Tại vì hôm nay là lễ của Mỹ á, thường thì lễ tháng 3, 17 tháng 3 là ngày lễ màu xanh của Mỹ á cả nhà. Là lễ của ở Mỹ này, cho nên là ngày đó người ta sẽ ăn cái này và uống bia. Thì hôm nay thì sẽ nấu ha cả nhà. Nếu mà ai mà mua thì nên mua là cái bọc này nè, mà nó có cái bịch riêng nha cả nhà, thì nấu nó mới ngon. Còn cái này mà nó ốp luôn trong thịt đó thì khi mình nấu ra ăn cái nó không có ngon cả nhà. Thế này Thủy nấu hai loại rồi, Thủy biết thì chia sẻ cả nhà mình. Cái này thì Thủy không biết ở Việt Nam mình có không, nhưng mà ở Mỹ thì cái này người ta ngâm muối đó cả nhà, cái thịt bò ngâm muối. Và bây giờ Thủy sẽ nấu cả nhà ơi. Mình chỉ bỏ thịt vô nồi nước nè. Thủy nấu rồi mình hầm khoảng 3 tiếng đó cả nhà, 2-3 tiếng gì đó, mềm mềm. Hầm lửa nhỏ, rất là nhỏ. Rồi một hồi mình ra ăn chia sẻ thêm cả nhà ha. Hôm nay nhà Thủy sẽ ăn cái món này cả nhà ơi. Nấu cái này cả nhà này. Thì đừng có bỏ một cái vị gì hết nha cả nhà. Tại vì ở trong đây người ta ngâm muối rồi, cho nên nó ra cái chất rất là mặn cả nhà. Nó ra cái chất rất mặn mặn, cho nên là nấu cái này dễ lắm. Chỉ bỏ thịt vô rồi hầm thôi cả nhà ơi. Xong rồi cái bỏ cái gia vị này nè. Cái bọc này cả nhà nó có sẵn trong đó luôn. Một cục thịt về thì mua là 12 đồng nha cả nhà, là khoảng 250 ngàn. Rồi giờ thì để dài xong rồi cái thì hầm đến khoảng 2 tiếng hộ cả nhà, lửa rất là nhỏ. Rồi chiều nay mình có món ăn cả nhà. Không phải ăn vậy đâu nha, tiện hồi thì sẽ nấu thêm nữa. Đây cả nhà, bây giờ thịt đã mềm mà. Thì cho bắp cải vô ha. Cho bắp cải dậy ra cả nhà. Mình để nấu khoảng 15 phút nữa ha. 15 phút nữa. Cả nhà ơi, bây giờ mọi người, bây giờ vợ chồng Thủy sẽ bắt đầu chuẩn bị tỉa cái cây chali nha cả nhà. Hồi năm rồi không có làm kịp á, cho nên cứ để nó vậy thôi. Năm nay vợ chồng Thủy sẽ tỉa cái cây chali, rồi năm sau chắc mới có trái quá cả nhà, nhưng mà cũng phải làm thôi cả nhà ơi. Đây nè. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị. Cái cây nó cao quá đó cả nhà, cho nên là phải chuẩn bị bơ, chuẩn bị nè. How we gonna cut it, daddy? Thủy sẽ tẻ nha cả nhà. Thủy cay xuống. Thủy vớt xuống nè. Nó cao quá cả nhà ơi, cho nên là hả. Hôm nay nay đem cái máy này mới mua nè cả nhà. Cho mấy râu à, trẻ lắm. Để xài thử coi nó làm sao. Giá mấy đô là khoảng 20 triệu mấy rồi cả nhà. Cái máy này là nó làm wood chip đó cả nhà. Nhà Thủy thì có cây nhiều lắm, cho nên là làm wood chip ra. Bây giờ để sẵn coi cây thử coi gần nhà Thủy thì trứng rồi, gần ra nở đó cả nhà, cho nên là bây giờ làm ra coi ha. Đây cả nhà, vợ chồng Thủy cắt xong rồi cả nhà. Rồi bây giờ để nước đây ha. Thủy sẽ cắt bi những cái cây chili này ha cả nhà. Rồi nãy cắt xong tỉa ra những cái cây này nè cả nhà. Đó, nó nụ nè, nó xanh nè. Bây giờ Thủy sẽ cắt lại đẹp và để xéo á. Rồi Thủy sẽ chấm qua cái nước này nè, chấm qua cái bột này nè cả nhà. Cái bột này là để mình cắt bi cây đó cả nhà. Đó, rồi xong rồi để coi Thủy copy được cây nào không. Tại vì cái này mình copy ở nhà đó, Thủy đang học hỏi làm vườn á cả nhà, cho nên là mình copy ở nhà thì Thủy sẽ cắt xéo ha, cái xéo vậy nè. Đó, rồi Thủy nhúng vô cái bột này,
thì giống như cái bột này cả nhà. Đó, để cho nó mọc rễ nè, nó có để giống này vậy nè cả nhà. Đó, cái bột nó vậy, xong cây thì bỏ vô nước, rồi thì sẽ cứ ra để đó, để khi mà cây nào nó tốt tươi thì Thị sẽ đem ra cặp bi năm nay. Còn cái kia là Thị cắt tỉa cây chili của Thị là về đây 3 năm bây giờ mới cắt tỉa đó cả nhà. Đây nè, tại vì mình phải coi cái cây á nó như thế nào, nó tốt hay nó như thế nào rồi mình mới đụng tới nó được. Chứ không có đụng được, hồi năm rồi thì Thị không có được nhiều chili, có mấy trái à. Cho nên là năm nay vợ chồng của Thị làm lại này. Cái bột nó như này cả nhà. Rồi giờ ngồi làm thôi cả nhà ơi. Nè cả nhà thấy không? Đó, nó bắt đầu có nở nè, nó có mấy cái này là nó có trái nè cả nhà. Nhưng mà tại vì nó cái cây nó cao quá đó. Mình để như vậy rồi mình cũng có thu hoạch được. Một nữa, hai nữa là những con chim á cả nhà, nó bay là nó ăn hết à. Mình phải để nó thấp thấp rồi mình lấy đồ mình bao lại mới được cả nhà ơi. Thôi giờ ngồi đây cập bi chia sẻ cả nhà một chút. Ngày làm chút kìa cả nhà, chuẩn bị cho mùa hè đó cả nhà, chuẩn bị cho mùa hè. Ngày chút thì chuẩn bị cho mùa hè rồi, làm được thì tốt. Đang học hỏi mà thì cũng vậy đó. Thì nó có bột rồi gắm lên để cũng tốt cả nhà ha. Nhà Hương Thị giới thiệu một like hoặc một share nhắn đăng ký ủng hộ nha cả nhà. Đây. Baby stop video của mình này cả nhà. Đó, giờ Thị làm xong rồi nè. Bây giờ Thị để đây thôi, để cả mấy bữa nữa Thị đem ra ngoài, Thị coi cái nào mà nó mọc rễ á thì sẽ đem ra ngoài, Thị bỏ xuống đất ha. Xong rồi nè cả nhà. Được mười mấy cây á cả nhà, để con còn sao ha. Nhưng mà cái này nếu mà đem ra để xuống đất thì cũng 1 năm, 2 năm sau mới có trái cả nhà ơi. Tại vì nó cũng nhỏ đó. Nhưng mà mong là có trái trái sớm, mình có thu hoạch sớm. Yummy. Wow. Oh, 落ちたよ, 肉が. Okay, right. Good. What? Yeah. Okay. Put the diet right here. Okay, I no, you cannot have that. Okay. Oh, okay. Ăn hết rồi. Xong rồi hả? Ăn hết rồi hả? Hey, yummy. Lì mặt mèo, mặt mèo, mặt mèo. Trời ơi, lì mặt mèo quá lì ơi. Ăn đi con. Trời ơi, giỏi không à. Cái này giỏi quá. À, con nè, con xin chào bà cô chú, con xin chào các bạn, con phải nhìn lên camera chứ. Con nhìn lên camera đi. Happy birthday. Thank you. Oh yeah. You want today too? Mm-hmm. How old are you, 27? Mm-hmm. 27? Mm-hmm. What's up? Huh? You want some Netflix castle? Mm. What are these things for? And she's one of the whiskey drinkers. Cheers! Thank you. Ah. Ooh. What? Those cans of fire. Oh, yeah? I'm pretty sure it's the same one. Not pretty good flavor, I guess.
same one, right? No, that's different one. No, last one we got. Not that chocolate milk shit. Yeah.